xin chào các bạn nha. Sáng nay mình sẽ mời các bạn món mì chả cá chua cay. Thì rất là nhanh gọn, ở đây mình mua sẵn. Siêu thị có bán loại chả cá ba sa nè các bạn. Ở đây là gói 500g ha, nửa ký. Đây. Ở đây là người ta đã niêm sẵn gia vị rồi. Ngoài ra thì mình sẽ sử dụng một trái cà chua nè, một tí xíu me, cùng với lại sa tế tôm. Mình sử dụng một gói mì nha các bạn, mì nào cũng được. Để ăn kèm với món mì cho không ngán thì mình sử dụng giá cùng với lại bắp cải bào. Đây, bắp cải bào nè các bạn. Cùng với một ít ngò ha. Thì bây giờ mình sẽ bắt tay vào làm nha. Ở đây thì mình đang bắt một nồi nước. Thì khi mà nước sôi thì mình sẽ cho một ít me vào. Tiếp theo mình sẽ cho cái phần cà chua vào luôn nha. Ở đây mình cắt muối cao nha các bạn. Mình sử dụng một trái cà chua để vừa có màu cho đẹp cũng như là có vị chua. Mình sẽ bắt đầu nêm vào đây. Đường, vị chua mình phải cho đường nha các bạn. 2 muỗng cà phê đường. Bột nêm, một muỗng cà phê bột nêm nha. Ngoài ra mình sẽ cho vào đây tương ớt sa tế cho có vị cay thì màu nó sẽ đẹp hơn nè. Ở đây mình cho khoảng chừng một muỗng canh. Đây mình hết rồi, mình sẽ đổ hết vào luôn. Mùi của sa tế là bắt đầu là đã nồng rồi đó các bạn ơi. Thì bây giờ chả cá sa ba này mình sẽ cho vào cái nồi nước. Bây giờ rất là tiện dụng các bạn ha. Đây chả cá sa ba nè. Ba sa chứ, xin lỗi. Mình sẽ cho vào. Ở đây thì mình chỉ cắt một cái đầu nhỏ giống như bắt bánh kem á các bạn. Mình nặn vào thôi. Đây là cái phần mì gói này các bạn. Mình đã nấu xong bỏ vào một cái tô to ha. Và đây là rau để mà mình ăn kèm với lại mì cho không bị ngán. Là mời các bạn cùng thưởng thức cùng mình nha. Xin mời các bạn nha. Buổi sáng với lại món mì cá chua cay nha. Thì bây giờ mình sẽ thử cái nước trước nha. Xem cái nước nó vị như thế nào. Chua cay thiệt. Tại vì nhà mình còn một nửa hũ sa tế á, không tới một nửa hũ, khoảng 1/3 hũ á, thì mình đã đổ vào hết. Chua là có cái vị của mùi cà chua nè, với lại thêm cái vị me đó các bạn. Bây giờ mình sẽ thưởng thức nha. Mời các bạn cùng thưởng thức với mình nè. Bây giờ mình sẽ cái mì này thì các bạn dùng mì nào cũng được. Mình lấy mì gói cho nó tiện hơn ha. Đây, mì này mì sợi phở. Đó. Nó dai các bạn. Còn cái cá này để mình thưởng thức cá nha. Cá này là mình không có niêm gì hết. Mình chỉ niêm
còn nước để mà mình nấu mì thôi ha. Dai lắm các bạn. Đây là cá ở trong siêu thị có bán, cá ba sa. Các bạn biết không, có độ dai nè, mềm cũng rất là vừa vị nữa, không có cay, trẻ em ăn được. Bây giờ mình sẽ bỏ cái phần rau vào để cho không bị ngán nha. Đây thì buổi sáng thì mình có thể nấu cho lẹ, thì mình có thể mua cá nè trong siêu thị á, để mà mình để sẵn trong tủ lạnh, khi nào mình ăn thì mình sẽ lấy ra, rất là tiện lợi. Ở đây mình mua rồi mình bỏ vào ngăn đá này các bạn, nó sẽ không bị đông đá lắm. Rất là ngon. Dai các bạn. Đây, mì. Ở đây á là mình muốn ăn chua với lại cay, để cái cá nó không có bị tanh đó các bạn. Cà chua ăn thì rất là tốt, nhiều vitamin. Cà chua này nhà mình ngày nào cũng ăn á. Mình có thể là nấu canh nè, hoặc là ăn sống. Nhưng mà bây giờ thì ngày nào nhà mình cũng ăn cà chua hết. Nghe tiếng ồn đó là do ở bên ngoài đang xây nhà đó, nên các bạn cũng thông cảm nha. Đèn ngồi vị trí này thì nó sáng nhưng mà hơi ồn. Buổi sáng với lại mì gói này thì các bạn ăn rất là nhanh và tiện và cũng ngon nữa. Thôi chúc các bạn ngày mới thật là vui nha. Xin chào và hẹn gặp lại ở những video sau nhé.